kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media trong ngày 14 tháng 6. Thưa quý vị, tình hình thiếu thuốc tại Cộng hòa Séc vẫn chưa được cải thiện mặc cho những lời hứa hẹn từ Bộ Y tế. Thông tin chi tiết hơn sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Yosef Wu đã gặp mặt Chủ tịch thượng viện Séc Miloš Vinterčil trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu. Tấn công tên lửa nhằm vào Krivirik, thành phố sản xuất thép nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lớn lên đã khiến ít nhất 11 người chết Đại diện Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 45 nghi phạm trong vụ tấn công sở Ủy ban Nhân dân xã Eltel và Eltur ở Đắk Lắk Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Yosef Vu đã gặp mặt Chủ tịch Thượng viện Séc Miloš Vistrčil trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu. Hai chính trị gia đã thảo luận về tình hình ở Ukraine cũng như sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Nga. Hôm nay, Bộ trưởng Đài Loan đã tham dự hội nghị an ninh ở Praha và gặp gỡ các chính trị gia Séc khác. Chủ tịch Thượng viện Séc và Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan đã đề cập về tình hình nội bộ của cả hai nước, chuyến đi tới Đài Loan của các đại diện Hạ viện Séc. Hai chính trị gia cũng thảo luận về khả năng Trung Quốc đe dọa tấn công vào quốc đảo này. Trong bối cảnh đó, họ đã nhắc đến việc tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan cũng như những nỗ lực để tránh xung đột xảy ra. Trong hôm nay, theo kế hoạch, Bộ trưởng Vu tham gia hội nghị an ninh do Tổ chức Giá trị Châu Âu tổ chức. Sau đó sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Marketa Pekarova Adamova, chuyến thăm praha của bộ trưởng vu là một phần trong chuyến công du của ông tới các nước châu âu khác trung quốc tuần trước đã cảnh báo các nước châu âu không được tiếp xúc chính thức với các quan chức đài loan và không ủng hộ lực lượng độc lập đài loan giống như hầu hết các quốc gia cộng hòa séc tuân thủ chính sách một trung quốc về vấn đề đài loan và chỉ chính thức công nhận trung quốc đại lục nhưng trong những năm gần đây séc đã tăng cường hỗ trợ cho đài loan trong một năm qua các hiệu thuốc tại Séc đã và đang phải trải qua hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, sau đợt thiếu hụt thuốc hạ sốt cho trẻ em trầm trọng, trong vài tháng qua lại thiếu một loại thuốc khác, ví dụ như thuốc viêm amidan và tình hình được cho là không được cải thiện bất chấp những lời hứa hẹn của Bộ trưởng Y tế. Siro kháng sinh dành cho trẻ em hiện có thể coi là vàng tại xét, tại các hiệu thuốc hoặc là hoàn toàn không có hoặc là chỉ có vài hộp và chúng được bán hết chỉ trong vòng 2 ngày. Theo dược sĩ, tại một hiệu thuốc ở Ushinalabem, hiện tại họ không thể đặt mua được penicillin. Tình trạng thiếu thuốc vẫn rất tệ các hiệu thuốc chỉ có một ít thuốc dự trữ nhưng chúng cũng đang hết rất nhanh và do có số lượng lớn người bị bệnh và không có gì ngạc nhiên tình trạng thiếu thuốc ảnh hưởng nhiều nhất đến những người thực sự cần chúng bị sốt viêm họng và ho họ phải đi khắp thành phố từ hiệu thuốc này đến hiệu thuốc khác xem có còn thuốc hay không theo các dược sĩ tình hình vẫn chưa cải thiện và họ không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra vào mùa thu khi có thể bùng phát các dịch bệnh khác tình trạng thiếu thuốc xảy ra trên toàn xét từ kháng sinh penicillin cho người lớn một số loại kháng sinh cho trẻ em cho đến các loại siro hiện một số hiệu thuốc chia sẻ thông tin về nơi có thuốc kháng sinh và gửi cho bệnh nhân tuy nhiên đây chỉ là hệ thống tự nguyện ở một số thành phố theo bộ trưởng bộ y tế vladimir valek hầu hết các loại kháng sinh bị thiếu sẽ có vào tháng tới nhưng trong hơn nửa năm qua tình hình vẫn không được cải thiện vẫn còn nhiều nơi bị thiếu thuốc Người đứng đầu phòng dược phẩm Séc muốn Bộ Y tế đưa ra kế hoạch cụ thể để giải quyết tình hình, còn phe đối lập kêu gọi Bộ trưởng Vá Lệch từ chức. Theo Thủ tướng Petr Fiala, Bộ trưởng Y tế đang giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng bằng cách đơn giản hóa việc đưa các loại thuốc mới từ nước ngoài vào thị trường Séc và không chỉ Séc mà các quốc gia khác cũng gặp vấn đề thiếu thuốc và điều này không thể giải quyết nhanh như mong muốn của họ. Chính phủ sẽ, sẽ giảm thiểu tác động của gói thắt lưng buộc bụng, bụng theo kế hoạch đối với các đô thị và thành phố. Ban đầu, chính phủ muốn thu tất cả các khoản thuế cửa bạc vào ngân sách nhà nước, nhưng Bộ Tài chính sau đó đã xác nhận rằng nhà nước sẽ chỉ thu thuế đối với sổ số qua mạng, còn đối với các cơ sở thông thường, các thành phố có thể giữ lại một phần như trước đây ở Sokolov, thu nhập từ thuế cờ bạc đã được dùng để trang trải cho ngân sách của cảnh sát thành phố trong cả năm. Chỉ riêng năm ngoái, 42 triệu koron được đưa vào ngân sách thành phố. Theo thị trường Sokolov, nếu những khoản tiền này được chia cho gói tiết kiệm của chính phủ, họ sẽ cắt giảm tiền cho việc xây dựng và sửa chữa đường xá. Ở khép cũng sẽ mất tới 100 triệu koron cho gói tiết kiệm của chính phủ. Theo đó, thành phố 13.000 dân sẽ mất phần lớn khoản thu cho việc đầu tư và phát triển và chỉ có thể dành tiền cho các hoạt động thông thường. Hiện tại, các thành phố có các cơ sở đánh bạc trên địa bàn nhận được 65% số tiền thuế thu được, phần còn lại thuộc về nhà nước, đây là nguồn thu đáng kể cho ngân sách thành phố. Bộ Tài chính đã lên kế hoạch phân phối tiền cho các thành phố theo số lượng cư dân, như vậy các thành phố nhỏ sẽ bị mất nhiều nhất. Theo phát ngôn viên Bộ Tài chính cho biết, theo quyết định mới sẽ không có thay đổi liên quan đến ngân sách thu được từ thuế đối với hoạt động cờ bạc tại các cơ sở thông thường. Trong khi đó, thuế từ sổ số, số qua mạng sẽ hoàn toàn thuộc về nhà nước. Các thành phố thường dùng khoản tiền thu được từ thuế cờ bạc để xây dựng các dự án, sửa chữa vỉa hè, thư viện hay hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên. Thưa quý vị. Tính từ đầu năm nay, Hải quan vùng Carlo Vivari đã tiến hành kiểm tra khoảng 20 cơ sở kinh doanh cờ bạc và đã tập trung vào cả hoạt động cờ bạc hợp pháp và bất hợp pháp. Các trường hợp vi phạm phổ biến nhất chính là các cơ sở cờ bạc đã không nghiêm túc chấp hành kiểm tra khách hàng và như vậy mà những người không đăng ký hợp lệ, người bị cấm chơi cờ bạc hay những người dưới 18 tuổi đều có thể tham gia đánh bạc. Tại một số cơ sở thì chính chủ kinh doanh cũng tham gia chơi máy đánh bạc. Ngoài ra còn những vi phạm khác là trong không gian sòng bạc đã treo những biển chữ quảng cáo logo bị cấm hoặc sòng bạc đã không bật kết nối máy trực tuyến. Tổng số tiền phạt tại những cơ sở vi phạm lên đến 3 triệu corun. Ngoài ra hải quan vùng đã tịch thu 17 thiết bị trò chơi không được cấp phép bởi Bộ Công thương, các cơ sở kinh doanh này sẽ bị phạt mức tiền lên đến 50 triệu koron. Hội chứng Prader-Willi là một căn bệnh di truyền gây ra cảm giác luôn đói bụng, chậm phát triển và các vấn đề về tâm lý. Tại Séc có hàng trăm người bị mắc hội chứng này và hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa. Một gia đình tại thành phố Liberec muốn thay đổi điều này bằng cách hỗ trợ các nghiên cứu liên quan về hội chứng này. Cô Katarina Gostenova bị dư nước ối lúc mang thai và các cuộc kiểm tra không phát hiện ra bệnh của con trai cô. Những dấu hiệu đầu tiên của bệnh xuất hiện sau khi em bé được sinh ra. Cô chia sẻ rằng các cơ bắp của bé không hoạt động, bé không cử động, không khóc, không bú cũng không nuốt. Hiện tại bé Theodore đã được một tuổi rưỡi nhưng do thiếu các hormone cần thiết nên bé vẫn phát triển chậm, chưa biết đi và chưa biết nói. Cô cho biết thêm rằng các dấu hiệu thông thường của bệnh là trẻ sẽ cảm thấy lo lắng, giận dữ bộc phát và điều thường xuyên nhất là cảm giác đói cồn cào dữ dội trong suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, hội chứng Prader-Willi là tình trạng rối loạn hiếm gặp do khiếm khuyết nhiễm sắc thể số 15. Tại Séc, trong 15.000 trẻ được sinh ra sẽ có một trẻ mắc phải hội chứng này. Do đó, gia đình cô Katerina đã liên lạc với các nhà khoa học người Séc nổi tiếng thế giới Radislav Sedlacek, hiện là giám đốc trung tâm Biotech. Ông Sedlacek chia sẻ hiện họ đang lên kế hoạch thực hiện các thí nghiệm dựa trên việc thử nghiệm các chất thường được sử dụng trong bệnh ung thư. Những chất này chưa được nghiên cứu đối với loại bệnh này. Họ bắt đầu nghiên cứu vào đầu năm nay và những kết quả đầu tiên có thể nhìn thấy vào mùa thu này. Nếu công việc thử nghiệm căn bệnh thí điểm được hoàn thành, ông Selachek cho rằng liệu pháp chữa bệnh này có thể thực hiện đối với một số loại bệnh khác. Gia đình cô Katerina đã đầu tư gần một triệu kurun tiền riêng vào nghiên cứu và hiện đang được các nhà tài trợ khác hỗ trợ. Theo các nhà khoa học, sự hợp tác tương tự là phổ biến ở Mỹ nhưng vẫn còn hiếm ở châu Âu. Cô Katerina hy vọng rằng các hoạt động nghiên cứu có thể đến gần hơn với mục tiêu tìm ra liệu pháp chữa bệnh. Hiện bé Teodo được sử dụng hormone tăng trưởng, nhiều phục hồi chức năng hàng ngày mà bé đã có sự cải thiện nhẹ. Hơn một năm nay, cảnh sát hình sự của Trung tâm Phòng chống ma túy Séc đã cùng với các đồng nghiệp tại một số quốc gia khác triển khai chiến dịch mang tên là Fortis với mục tiêu hạn chế số lượng các chất có tác dụng hóc môn và đồng hóa xâm nhập vào Cộng hòa Séc. Trong quá trình diễn ra chiến dịch, cảnh sát của Trung tâm Phòng chống ma túy đã bắt giữ 3 người sinh sống tại Praha chuyên nhập khẩu và buôn bán những loại chất cấm này từ Trung Quốc. Những chất này đã được phân phối trực tuyến và tại một trung tâm thể hình ở Praha, những kẻ phạm tội đã bị bắt vào cuối tuần trước tại ngoại ô Praha bởi đơn vị đặc biệt vì có thông tin nhóm tội phạm có thể được trang bị vũ khí. Sau khi kiểm tra tại nhà và một số khu vực khác, cảnh sát hình sự đã thu được hàng trăm gói chất có tác dụng hóc môn và đồng hóa, một vài vũ khí hợp pháp và bất hợp pháp, đạn và tài sản lên đến 1 triệu coron. Những chất có tác dụng hóc môn và đồng hóa gây nhiều rủi ro về sức khỏe cho những người sử dụng và Trung tâm Phòng chống ma túy séc đang hợp tác với đại diện của ngành thể thao séc để cố gắng đưa những chất mới này vào danh sách chính thức các chất bị cấm không chỉ dành cho công chúng mà còn cho các vận động viên đỉnh cao. Hãy cùng thể hiện cá tính cùng Pepsi. Cứ mỗi khi mua một bịch Pepsi, Pepsi Max, Mirinda hoặc 7up kích cỡ bất kỳ, giữ hóa đơn và đăng nhập vào website tamda.eu gạch chéo Pepsi, có ngay cơ hội trúng loa JBL Party Box. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 tới ngày 30 tháng 6 tại chỗ siêu thị Tanda Foods và cả dịch vụ Tamda Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu gạch chéo Pepsi. Thưa quý vị, cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Krivirik, thành phố sản xuất thép nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lớn lên, đã khiến ít nhất 11 ngày chết vào ngày 13 tháng 6 hôm qua. Theo hãng tin AFP, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tổ chức các cuộc tấn công vào dạng sáng ngày 13 tháng 6 theo giờ địa phương nhằm vào nhiều địa điểm và phá hủy một tòa nhà chung cư 5 tầng ở thành phố Rih, quê hương của ông Zelensky ở miền trung Ukraine khiến 11 thường dân trong thành phố thiệt mạng. Tổng thống Zelensky cáo buộc các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc chống lại các tòa nhà dân cư, các thành phố và dân thường. Ông tuyên bố những người đứng sau sẽ phải chịu trách nhiệm. Còi báo động không kích trước đó đã vang lên khắp Ukraine khi thủ đô Kiev và thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine cũng bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đợt tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công được chờ đợi từ lâu. Ngày 13 tháng 6, vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng ở thành phố Nottingham, nước Anh đã làm chết 3 người. Cùng ngày, một xe tải cũng cố gắng đâm chết 3 người khác ở trung tâm thành phố này. Chính quyền thành phố Nottingham, miền trung nước Anh, nghi ngờ có sự liên quan giữa hai vụ việc, một vụ tấn công làm chết 3 người và một vụ xe van, dòng xe chở khách cỡ chung cố đâm chết 3 người khác hôm 13 tháng 6. Liên quan đến vụ tấn công bằng dao, Đại học Nottingham xác nhận hai sinh viên của họ đã thiệt mạng, cả hai sinh viên chỉ mới 19 tuổi. Vụ tấn công cũng giết chết một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, một chiếc xe van đã đâm chết ba người khác ở đường Minton, trung tâm thành phố Nottingham. Một người trong tình trạng nguy kịch còn những người khác bị thương nhẹ. Trung tâm thành phố Nottingham đã bị phong tỏa vào ngày 13 tháng 6. Cảnh sát chống khủng bố đã được huy động để hỗ trợ điều tra nhưng chưa có tuyên bố chính thức cho thấy đây là một vụ khủng bố. Thủ tướng Anh Rishi Sunak gửi lời chia buồn đến những người bị thương, gia đình của những nạn nhân thiệt mạng. Ông Sunak cũng cảm ơn các lực lượng khẩn cấp đã xử lý vụ việc gây sốc tại Nottingham. Hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong vụ chìm tàu chở người đi ăn cưới trên sông Niger, Nigeria ngày 13 tháng 6. Số người chết trong vụ chìm tàu có thể tăng lên. Cảnh sát bang địa phương xác nhận chiếc tàu đang chở những người ở bang Guara đến dự một đám cưới ở bang Niger lên cận. Nguyên nhân tai nạn chưa được hé lộ. Lực lượng chức năng cho biết cho đến nay họ đã xác định được 103 người chết và hơn 100 người được cứu. Do cơ sở hạ tầng đường bộ kém và nạn bắt cóc đòi tiền chuộc trên đường bộ phổ biến, khiến nhiều người Nigeria đã chọn đường thủy và tàu thuyền để đi lại mua bán. Điều này khiến số vụ tai nạn đường thủy ở Nigeria cao hơn ở các nước trong khu vực. Số lượng vụ việc nhiều hơn trong những tháng mùa mưa, đa số nguyên nhân là do chở quá tải và quản lý lỏng lẻo. Cựu tổng thống Trump đã không nhận tội trước một tòa án liên bang ở Miami, bang Florida ngày 13 tháng 6. Ông đối mặt với cáo buộc hình sự liên bang rằng ông đã mang các tài liệu tuyệt mật khỏi Nhà Trắng và lừa dối những người tìm cách thu hồi. Theo các cáo buộc hình sự liên bang, cựu tổng thống Donald Trump đã cất giữ bất hợp pháp các tài liệu an ninh quốc gia khi rời nhiệm sở và nói dối các quan chức khi đang tìm cách thu hồi chúng. Lời biện hộ của ông Trump được đưa ra trước thẩm phán Jonathan Gossman, một tòa án liên bang ở Miami, tạo ra cuộc chiến pháp lý có thể diễn ra trong những tháng tới khi ông vận động để tái tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11-2024 ông Trump mặc vest xanh và cà vạt đỏ không phát biểu trong phiên điều trần kéo dài 47 phút. Đây là lần thứ hai ông Trump đến phòng xử án trong những tháng gần đây. Vào tháng 4, cựu tổng thống Mỹ không nhận tội đối với các cáo buộc của tòa án bang ở New York liên quan đến một khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn. Ông Donald Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị buộc tội liên bang. Ông đã nhiều lần tuyên bố mình vô tội và cáo buộc chính quyền Mỹ nhắm vào ông. Những nhà hoạt động vì môi trường đã xì lốp xe của người dân với thông điệp không có xe ô tô lưu thông trên đường thì sẽ giảm bớt được khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Quan trọng hơn là hành động gây tranh cãi này lại đang ngày càng lan rộng không chỉ ở Pháp. Đêm xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hai thanh niên này luồn lách qua từng dãy ô tô đậu bên đường. Mục tiêu có vẻ lý tưởng, một chiếc xe thể thao đa dụng cỡ lớn của Thụy Điển đậu chèn lên vạch dành cho người đi bộ khá uyển chuyển. Lumete và Lucier, tác giả của hai nhà hoạt động về môi trường tiếp cận một trong các bánh xe. Họ đội tóc giả, đeo khẩu trang và mặc áo gió có mũi chùm đầu để thoát khỏi camera an ninh. Sau khi đã xì lốp xe, hai nhà hoạt động dán một tấm giấy cảnh báo vào gạt nước, dừng chạy xe hai cầu, nó gây ô nhiễm cho môi trường. Chiếc SUV của bạn sẽ giết chết chúng tôi. Chúng tôi đã xì hơi một hoặc nhiều lốp xe của bạn đấy. Mục đích của việc dán cảnh báo là để tránh lái xe có thể gặp tai nạn nếu không để ý lốp trước khi di chuyển. Chỉ trong khoảng 1,5 tiếng đồng hồ đã có cả chục phương tiện trở thành mục tiêu phá hoại xe của bộ đôi này. Theo hai nam thanh niên, những chiếc SUV nặng hơn 200 kg, dài hơn 25 cm, rộng hơn 10 cm so với ô tô tiêu chuẩn và vì thế nó cần tiêu thụ nhiều hơn 15% nhiên liệu và thải ra 20% CO2 so với xe 4 chỗ thông thường. Tuy nhiên, đại diện của Hiệp hội 40 triệu người lái xe hơi của Pháp cho rằng việc xịt lốp xe tấn công tài sản của người khác là một hình thức bạo lực cần chấm dứt ngay. Họ cũng đưa ra lập luận rằng có thể lắp bộ giảm phát vào xe SUV thay vì không sử dụng loại xe này. Trên thực tế, việc xịt lốp xe không chỉ xuất hiện ở Pháp. Từ tháng 3, 2022, hệ thống cứu hộ xe tại nhiều quốc gia bao gồm Đức, Hà Lan, Mỹ, Italia, New Zealand và Anh đã nhận được 12.000 báo cáo về các phương tiện bị xịt lốp gã khổng lồ bán lẻ IKEA của Thủy Điển đang có kế hoạch mở rộng dịch vụ thiết kế nội thất từ xa nhằm đến việc cung cấp nhiều dịch vụ cải thiện nhà cửa hơn nữa cho khách hàng, thông qua đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và một ứng dụng phần mềm tự động chatbot, trí tuệ nhân tạo AI có tên là Billy. Inca, tập đoàn mẹ của IKEA, cho biết đã đào tạo 8.500 nhân viên trung tâm chăm sóc khách hàng làm cố vấn thiết kế nội thất kể từ năm 2021, trong khi chatbot Billy đã ra mắt cùng năm với cái tên lấy cảm hứng từ dòng sản phẩm tủ sách Billy của IKEA đã xử lý 47% yêu cầu của khách hàng gửi đến trung tâm chăm sóc khách hàng trong hai năm qua. Tại Anh khách hàng sẽ phải trả 25 bảng Anh tương đương 31,44 đô la Mỹ cho một cuộc gọi video tư vấn thiết kế nội thất kéo dài 45 đến 60 phút và danh sách sản phẩm được đề xuất, đồng thời có thể trả 125 bảng Anh cho 3 lần tư vấn thiết kế không gian làm việc, sơ đồ tầng và hình ảnh 3D. Thống kê của Inca cho biết, mảng bán hàng qua điện thoại hoặc cuộc gọi video về các sản phẩm và dịch vụ thông qua kênh thiết kế nội thất từ xa đem lại 1,3 tỷ euro tương đương 1,40 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Trong năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 31 tháng 8 2022 của tập đoàn tương đương 3,3% tổng doanh thu. Nhạc sống sôi động, sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa Đông Tây, khuấy động sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. 100 lá phiếu, 99 chín ứng cử viên đã may mắn lọt vào vòng chung kết Tam Đa Promo 2023 sẽ cùng tranh giải thưởng chính 4 chiếc xe Hyundai Tucson N-Line Automat. Nhiều điều thú vị bất ngờ sẽ được bật mí ngay trong đêm Gala Dinner ngày 16 tháng 6 tại Praha. Gala Dinner Tam Đa Promo 2023, đại tiệc chiên. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.mu gạch chéo promo 2023. Thưa quý vị, tính đến chiều ngày 13 tháng 6, đại diện Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 45 nghi phạm trong vụ tấn công Sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Tu ở Đắk Lắk. Trung tướng Tô An Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 nghi phạm, nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên 45 người trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Tu, huyện Cư Cuin, tỉnh Đắk Lắk. Trong số này, hai nghi phạm đã tự ra đầu thú trong đêm 12 tháng 6. Trước đó vào dạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người chưa rõ danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Tu, khiến một số cán bộ người dân tử vong. Quá trình bắt giữ các nghi phạm, lực lượng chức năng đã giải cứu hai con tin, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có cả súng trường CKC. Sáng ngày 13 tháng 6 giờ địa phương đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại chợ Sadovod, vốn là khu chợ lớn nhất thủ đô Nga và có đông người Việt Nam kinh doanh, khiến ba quầy hàng bị thiêu dụi. Lực lượng cứu hỏa đã cô lập được đám cháy ở chợ Sadovod, khu vực đông nam Moscow, trên diện tích 30m2, không có thông tin thương vong. Chợ Sadovod có diện tích 40 ha và gồm 8.000 quầy hàng. Hàng năm có khoảng 36,5 triệu lượt khách ghé thăm khu chợ này. Theo thông tin ban đầu, tàu SC2 xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào tối ngày 13 tháng 6 đến dạng sáng ngày 14 tháng 6 khi đi vào khu gian sông Phan, suối Vận tại lý trình km 1572 thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cách ga suối Vận khoảng 5 km thì bất ngờ có một toa của tàu bị chật bánh, làm cả tàu phải dừng đột ngột, rất may sự cố không gây thương vong về người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt đã điều động lực lượng cứu hộ đến hiện trường khắc phục toa tàu bị chật bánh, đồng thời thi công sửa chữa đường dây và đắp sỏi gia cố hai bên đường dây. Tại ga suối vận cách hiện trường 5 km, có tàu SE11 cũng đang dừng chờ và một số tàu chạy tuyến Bắc Nam được điều tiết dừng tại ga Bình Thuận và các ga lân cận. Sự cố tàu SE2 bị chật bánh đã làm ảnh hưởng đến tất cả các đoàn tàu đi và đến ở ga thành phố Hồ Chí Minh. vâng những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại điểm tin ngày hôm nay và sự kiện tri ân khách hàng lớn nhất trong năm của tập đoàn Tamda Galadiner Tamda Promo 2023 chỉ còn cách 48 giờ đồng hồ nữa thôi hãy cùng chúng tôi theo dõi và cập nhật tin tức về đại tiệc tri ân đi tìm chủ nhân của bốn chiếc xe Hyundai Tucson sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tới đây tại nhà hàng Đông Đô trung tâm thương mại Sapa còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại